Xin chào tất cả quý vị bạn, và ở cái video lần này tôi xin chia sẻ với quý vị bạn về cái dòng xe, đó là dòng xe Morning. Vừa rồi khoảng thời gian qua thì có rất nhiều bác hỏi là cái tầm tiền 200 khi tôi live stream ở trên Facebook và live stream ở trên YouTube, thì rất nhiều bác hỏi là cái tầm 200 có thể mua được số tự động không. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị bạn là tầm 200 hơn một chút thì có thể mua được số tự động và đời 2008 form mới. Và đây là một trong những chiếc xe mà bản đủ điều hòa tự động và số thẳng. Chiếc xe này thì ở khoảng thị trường vừa rồi cũng có khá nhiều bác hỏi, và hôm nay em sẽ làm cái video chia sẻ với các bác về cái dòng xe này. Thì đây là một chiếc xe Morning bản SLX và la răng 15, là bản la răng 5 lỗ và la răng tròn. Thì chúng ta sẽ đi chi tiết về một vài cái dòng xe như này thì để cho quý vị các bạn có thể là hiểu được là cái tầm khoảng hơn 200 thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng xe nào. Bên cạnh những dòng xe Morning thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những dòng xe khác nữa cái tầm khoảng hơn 200, ví dụ như là một vài những chiếc xe Ford Laser đời 2000 khoảng 2005-2006, bên cạnh nó có thể là Mitsubishi, có thể là bên cạnh nó cũng có thể là một vài những dòng xe Gate hoặc là i10 với cái đời mà cũ, đời thấp thôi. Cái form cái dòng xe i10 nếu mà cái thời điểm này thì có thể là không phải là mua số tự động mà có thể là mua số sàn. Nhưng mà đây là chiếc xe số tự động, thì chiếc xe này là biển Hà Nội. Việc thứ hai nữa là nếu để dành đối với những người phụ nữ mà để đưa đón con đi học, đi gia đình hoặc là dành cho đi công việc nhẹ nhàng, cần cho những cái việc nhỏ gọn, thì hoàn toàn đây là một chiếc xe mà tôi rằng là thấy rằng là khá là hợp lý. Thì chúng ta sẽ tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị bạn dòng xe này. Đây là một chiếc xe hoàn toàn khá, nó không có lỗi và tổng thành xe nó khá là đẹp, thì tôi sẽ lướt qua cho quý vị bạn biết để quý vị có thể là lựa chọn cho mình một chiếc xe gia đình vô cùng tuyệt vời. Đây là chiếc xe mà chúng ta biết rằng là nó là điều hòa tự động nhá. Xi nhan trên gương và la răng 15 thì tôi cũng đã nói rất nhiều về video rồi. Tôi sẽ quay chi tiết về cái phần nội thất. Chiếc xe này là chiếc xe mà nó là chiếc xe nhập, cho nên là cái bô lăng của nó khác so với trong nước một chút. Đó là hệ thống bóng khí là một việc. Thứ hai nữa là toàn bộ cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ có hai sấy ghế và toàn bộ phần da ghế của nó đây. Đối với đời 2008 thì nó như thế này, như 2009 thì nó có thể là nó sẽ lên máy to một chút. Và 2009 như tôi bán trước vừa rồi thì nó khoảng tầm 245 triệu là bao rút hồ sơ. Thì chiếc này nó chỉ khoảng 210 triệu mà số tự động rồi. Biển Hà Nội thì mà lại 4 số. Chúng ta biết rằng là khi mà biển Hà Nội 4 số thì chủ không có dịch vụ gì cả, là một cái thứ hai là đi khá dữ. Nhưng chúng ta nhìn cái phần đèn đóm nó khá là, nhìn nó khá là chất. Đây toàn bộ phần khoang cốp đây, tất cả những cái miếng nỉ nhựa nó còn hết. Nhìn đấy, toàn bộ phần nỉ nhựa đây, phần khoang cốp. Kiếm được chiếc xe Morning nó đẹp như thế này thì chúng ta biết rằng là nó hơi khó tìm. Nhớ rằng là để tìm được chiếc xe Morning như này thì hơi khó tìm đối với cái thời điểm hiện tại. Đây là toàn bộ cái phần chúng ta nhìn đến đây là toàn bộ phần cốp sau này, toàn bộ phần đèn này. Con này sẽ toàn bộ kể cả hai đèn sau nó cũng đều là nguyên bản hết nhá. Có nguyên bản hết, có cả tay ghế luôn. Chúng ta nhìn đến đây là phần nội thất này. Tôi sẽ zoom cho quý vị bạn nhìn thấy. Nội thất chiếc xe này thì khá đẹp. Cả phần tắp lô, tắp ly trước và tắp ly sau đều như vậy cả. Rất là chi tiết. Đây là tờ phần, tôi sẽ đưa gần hơn về vị trí tắp lô tắp ly cho nó dễ. Dễ dàng có thể nhìn thấy này. Nhìn tắp ly đẹp chưa? Chúng ta nhìn thấy hai sấy ghế ở hai bên. Điều hòa tự động, số thẳng này.
chân phèo thì cũng khá là đẹp. Đây là toàn bộ phần ốc bản lề này. Toàn bộ phần ốc bản lề. Nội thất con này thì màu được ghế da màu đen khá đẹp. Còn chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn toàn phần khoang máy. Chiếc xe này thì nó được thiết kế là hệ thống đồng hồ to nhé. Đôi khi chiếc xe, những chiếc xe như này chúng ta biết rằng là đối với tại sao là đồng hồ to là cùng là chiếc xe như thế này nhưng mà nó lại có đồng hồ nhỏ hơn. Phải có khi chúng ta mua chúng ta mang so sánh chúng ta mới biết được là tại sao nó lại nhỏ hơn như vậy. Đây là phần khoang máy này, cabo này. Nó rất là chi tiết cho quý vị bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Toàn bộ kể cả hai đèn chính cũng đều là đèn zin cả. Quý vị bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta nhìn thấy phần đầu, phần cabo đây. Chiếc xe này khá là xuất sắc. Cái tầm tiền là ít tiền. Đối với cái dòng xe Morning là như vậy thì quý vị bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe gia đình vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã xem video và đã theo dõi ủng hộ trong khoảng thời gian qua. Và quý vị các bạn hãy đăng ký và subscribe vào kênh để khi tôi phát video để báo giá hoặc là video chia sẻ về giá hoặc là video chia sẻ về kiến thức về xe thì quý vị các bạn có thể sẽ nhận được video của tôi sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những cái clip tiếp theo.